Xin mến chào tất cả các em, chào mừng các em đến với tiết học đánh vần ngày hôm nay. Và nội dung chính của bài học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là làm quen với vần em và tập đánh vần với vần em. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài học nhé. Đây là vần em. Vần em được cấu tạo bởi nguyên âm đơn e đứng trước và phụ âm m đứng sau. Chúng ta đánh vần là em m em. Em mờ em, đây là vần em. Vần em xuất hiện trong các cụm từ, các từ như thế nào, đánh vần ra sao? Sau đây chúng ta cùng vào bài học nhé. Bây giờ mời các em hãy nhìn lên trên bảng và cùng chị đánh vần nào. Em, thò em thèm huyền thèm, thèm thuồng. Kem, cái kem. Em, rờ em rem huyền rèm, cái rèm. Em, nờ em nem, nem rán. Em, nờ em nem sắc ném, ném bóng. Em, tờ em tem, cái tem. Em, lờ em lem sắc lém, lém lĩnh. Hờ em hem hỏi hẻm, con hẻm. Em, gờ em ghem sắc ghém, gói ghém. Em, nhờ em nhem, nhem nhuốc. Sờ em xem tivi. Em, vờ em vem nặng vẹm, con vẹm. Em, ca em kem huyền kèm, kèm học. Tiếp theo đây chúng ta cùng nhau ôn tập lại những từ chứa vần em nhé. Nào các em hãy nhìn lên trên màn hình và cùng chị đánh vần nào. Em, ca em kem. Em, nờ em nem. Em, tờ em tem. Em, sờ em xem. Em, lờ em lem. Em, nhờ em nhem. Tiếp tục nào. Em, ca em kem sắc kém. Em, gờ em ghem sắc kém. Em, chờ em chem sắc chém. Em, lờ em lem sắc lém. Em, nờ em nem sắc ném. Em, sờ em xem sắc xém. Em, ca em kem huyền kèm. Em, hờ em hem huyền hèm. Em, mờ em mem huyền mềm. Em, giờ em rem huyền rèm. Em, rờ em rem huyền rèm. Em, thờ em thêm huyền thèm. Tiếp tục nào. Em, bờ em bem hỏi bẻm. Em, hờ em hem hỏi hẻm. Em, nhờ em nhem hỏi nhẻm. Em, ca em kem ngã kém. Tiếp tục nào. Em, lờ em lem nặng lẹm. Em,
vờ em vem nặng vẹm. Sau đây chúng ta đọc trơn lại một lượt những từ ở trên nha. Kem, nem, tem, xem, lem, nhem. Tiếp tục nào. Kém, ghém, chém, lém, ném, xém, kèm, hèm, mèm, dèm, rèm, và thèm. Bẻm, hẻm, nhẹm. Tiếp tục nào. Kẽm. Từ này là từ gì các em? Từ lẹm, đúng rồi. Còn từ này là vẹm. Rất tốt. Các em thân mến, vậy là bài học làm quen với vần em và tập đánh vần với vần em của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây rồi. Các em còn chưa thuộc, còn chưa nhớ thì chúng ta hãy xem lại video và mở sách ra đọc nhiều hơn nha. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Hẹn gặp lại các em ở những video học vần tiếp theo. Bye bye!